thời xưa, đó là phong mẫu của Tân Âu. Xin trân trọng kính mời quý bà bước về sân khấu và một lần nữa chúng ta dành những tràng pháo tay thân ông nhiều để chào đón những người đại diện của hai gái. Và cùng đi diện với người gái đó là cậu của Tân Âu. Kính mời quý vị quan khách, chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật to và nồng nhiệt thay tiếng pháo cho đón cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay, đó là sự sánh diện của cô dâu Thanh Thương, sánh diện của chú rể Thanh Hải. Vâng, và trong buổi tiệc cưới trong ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Úc Lớn, đó là thân phụ của chú rể, cũng sẽ có đôi lời phát biểu đến toàn thể quý vị quan khách. Xin trân trọng kính mời thay mặt gia đình cảm ơn cô bác anh chị đã dành chút thời gian đến chia vui cùng gia đình, cùng cho hai cháu. Xin cảm ơn. Vâng, và một lần nữa chúng ta dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho cô dâu và chú rể cũng như những lời phát biểu tri ân của họ nhà trai rất nhiều ạ. Vâng, và để đền đáp lại công ơn dưỡng dục và sinh thành của những bậc làm cha làm mẹ, công cha như núi nước trời, nghĩa mẹ như nước người người biển đông, một lòng thơ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thì ngay sau đây xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng bước vào nghi thức hương rượu rất nhiều sâm banh. Một lần nữa chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách, chúng ta cùng đốt bia và nước ngọt vào thật đầy ly. Sau khi chúng tôi đến 1, 2, 3, chúng ta vô thật to để cầu chúc cho cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc ạ. Vâng, và kính thưa quý vị quan khách, quý vị đã chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? Long phường quang nghĩa chúc mai nâng ly cùng chúc không say không về. 1, 2, 3. Chúng ta cùng trở về bàn tiệc, xin trân trọng kính mời. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng bước vào nghi thức kết bánh cưới. Xin trân trọng. Vâng, chúng ta cùng trở về bàn tiệc, xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng bước vào nghi thức kết bánh cưới. Xin trân trọng. Vâng, chúng ta và có được con cháu đây đây. Vâng, và tuổi lễ thân thương của chú rể Thanh Hải và cô dâu Thanh Thương đến đây cũng xin được chúc lại. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin kính chúc cha trời đường trăm năm cùng viên mãn, bắt đầu người phương gia long phượng hòa minh sắc cầm áo đẹp học sinh thảo cúng. Và ngay sau đây xin được cho trả cô dâu và chú rể về với vòng tay yêu thương của toàn thể chú rể quan khách. Xin trân trọng kính mời chị.
chân trai nàng anh công tử chịu chơi. Những gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn châu bò năm thì đâu xa chuyện tôn hào vật thả. 500 mộng đi khắp thế gian trời, 600 mộng ta vẫn cứ dòng trời. Anh nhận hành tinh còn em nhất trần đời. Làm gì mà cứ nãy giờ em cứ đi vòng vòng thế nào ấy. Anh rượt theo em mở cả hơi tài. Gấp hổ đứng lại anh nói vài câu. Sao mặt em hình như không hiểu anh nói gì vậy. Thôi bảo em nãy giờ đùa với em đấy. Anh công tử Bạc Liêu chính cống đây nè. Trời ơi. Nhất trai là anh công tử hào hoa, nhất gái quê em quê kết con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng ngô đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Công tử giàu sang, tiếng cung giang em có út một xoàng. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bánh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân đôi lạc mong đám cưới lai rai. Trai thớt bò dê, con gái thớt lợn. Nhất trai làng anh công tử chiều chơi, nhất gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm thì đâu xa chuyện tôn hào vất vả. 500 mộng đi khắp thế gian chơi, 600 mộng ta vẫn cứ rong chơi. Anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời. Sao trăng mừng ta.
sắc son nào phai. Tương lai chung một hương đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời. Cho nhau duyên mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên phơi vơi. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật dở, hai vợ chồng cháu ăn dở. Bây giờ ăn